Thưa quý vị, nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của luật xây dựng năm 2014, ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, trừ 5 quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020, gồm bổ sung công trình được miễn giấy phép, bổ sung một số dự án phải đánh giá tác động môi trường, rút ngắn 10 ngày cấp giấy phép xây dựng, bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng và cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt. Có thể nói, nhiều quy định mới của luật xây dựng sửa đổi được đánh giá là phù hợp với nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Cũng theo luật xây dựng sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 có 9 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Đây là một trong những nội dung được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Để hiểu rõ hơn về quy định này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì từ ngày 1 tháng 1 2021 thì cái luật xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực. Theo cái quy định mới thì ông có thể cho biết là những cái trường hợp nào xây dựng nhà ở thì không phải xin giấy phép xây dựng ạ? Thì lần này luật sửa đổi trên cơ sở quy luật cũ ấy, thì nó có 9 cái loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Cái thứ nhất là đối với công trình đầu tư công ấy, thì trước đây là quy định là cấp thẩm quyền có cái pháp lý về cái quyết định đầu tư của Thủ tướng, cơ quan ngang bộ hoặc là Ủy ban Nhân dân các cấp. Thì lần này là luật mở rộng hơn, tức là các cái tổ chức chính trị xã hội, ví dụ như ngân hàng nhà nước, bảo hiểm xã hội, rồi kiểm toán, v.v. là có quyết định đầu tư thì được miễn giấy phép xây dựng. Cái thứ hai ấy là đối với những cái công trình mà đã có cơ quan chuyên môn thẩm định của nhà nước ấy, về thiết kế sau cơ sở đủ điều kiện để phê duyệt thiết kế và các cái điều kiện khác về giấy tờ đất đai cũng như là các cái quy định liên quan ấy, thì cũng được miễn giấy phép xây dựng. Cái thứ ba nữa, đối với công trình tương đương với cấp tỉnh hai địa bàn thì cũng không phải cấp phép. Một điểm nữa cũng tương đối mới, tức là biển quảng cáo và cái trạm BTS ấy, thì trưa nay là phải cấp, còn bây giờ mà có phù hợp về quy hoạch rồi thì không phải cấp. Về đối với công trình cải tạo sửa chữa, trước đây quy định cũ ấy, sửa chữa nội thất bên trong ấy mà nó không ảnh hưởng kết cấu và kiến trúc mặt ngoài thì được miễn, đấy là quy định trước đây. Bây giờ mở rộng thêm một chút, một cái điều kiện nó thoáng hơn, tức là công trình sửa chữa cải tạo mặt ngoài có thay đổi về kiến trúc nhưng nằm ở những cái trục đường mà không yêu cầu phải quản lý về kiến trúc ấy, thì cũng được miễn. Những cái điểm khác ấy, thì nó cũng tương tự như trước đây, tức là chẳng hạn như nhà ở của dân ấy, mà ở nông thôn mà dưới 7 tầng mà không nằm trong các cái khu vực quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng hoặc là quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư nông thôn thì cũng được miễn giấy phép, trừ những khu vực nằm trong di tích hoặc là danh lam thắng cảnh văn hóa lịch sử đấy. Còn đối với nhà dân ở trong các cái dự án cũng dưới 7 tầng, dự án đầu tư nhà ở đấy thì cũng miễn như quy định cũ trước đây. Theo ông thì với cái quy định mà miễn giấy phép xây dựng thì các chủ đầu tư cũng như là người dân thì cần lưu ý cái gì ạ? Nhà ở của dân trong các cái khu đô thị ấy, hoặc khu nhà ở là mình phải hiểu trong này thì luật ghi là có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì không khéo ấy, thì có người hiểu là cứ có quy hoạch phê duyệt xong rồi cứ thế mà cấp, là không phải. Có quy hoạch 1/500 nhưng với điều kiện anh phải thủ làm đầy đủ các cái thủ tục liên quan theo quy định của luật nhà ở cũng như luật xây dựng, tức là ví dụ như là bước chấp thuận chủ trương đầu tư này, tổ chức thiết kế cơ sở này, thiết kế kỹ thuật này, vân vân, được cơ quan nhà nước thẩm quyền người ta duyệt. Và một cái lưu ý thứ hai là không phải nhà dân mà là công trình khác mà ở nông thôn đó, mà thuộc cái diện được miễn, thì chủ đầu tư cũng phải hiểu là khi xây dựng mặc dù được miễn nhưng mà anh phải làm tất cả các cái thủ tục theo quy định của luật pháp
liên quan. Chẳng hạn như một cái trạm xăng chẳng hạn, có thể nằm ở trong cái khu vực mà miễn đấy. Nhưng mà rõ ràng là anh phải làm để đủ điều kiện về bên sở công thương, ngành công thương. Thế hoặc là vấn đề phòng cháy chữa cháy, an toàn phòng cháy chữa cháy chẳng hạn, vân vân. Rồi là cũng phải tổ chức thẩm định, thiết kế đủ điều kiện để an toàn về kết cấu. Đối với công trình xây phép tạm thì vẫn theo cái quy định cũ trước đây. Tức là những khu vực mà có quy hoạch phân khu 1/2000. Và đặc biệt là hết sức lưu ý là phải phù hợp về mục đích sử dụng đất. Có nghĩa là cấp tạm nhà ở thì cũng phải là phải đất ở, chứ còn đất nông nghiệp thì chúng ta vẫn không cấp được. Thoáng hơn trong cái vấn đề mà không phải xin phép xây dựng thì liệu có gây cái khó khăn cho cái việc quản lý của nhà nước không ạ? Thực ra thì không. Không ở cái chỗ là cái gì? Cái luật này quy định như thế là tạo điều kiện để bớt thủ tục hành chính. Tôi nói ví dụ công trình tạm nằm trong cái khu vực của dự án đầu tư như lều lán, trại các thứ thì đương nhiên là người ta xây xong người ta tháo dỡ đi thì không cần cấp phép là đúng. Cái thứ hai là những cái trường hợp như có quyết định đầu tư của các cái cơ quan thẩm quyền ấy, thì đương nhiên là trong quá trình họ thẩm định thì họ đã xem xét về quy hoạch rồi kiến trúc rồi kết cấu vân vân. Thì như vậy ấy là nếu mà chúng ta làm thêm một cái bước cấp phép nữa là thừa. Thế nhưng mà có một cái điểm hết sức lưu ý là thế này. Trước đây là có cái cấp phép ấy, thì chúng ta kiểm soát được những cái giấy tờ liên quan khác để đủ điều kiện anh khởi công. Thế còn trường hợp mà người ta thẩm định thiết kế chẳng hạn thì người ta không quan tâm cái chuyện đất đai phù hợp hay không phù hợp, giấy tờ đã chuyển mục đích sử dụng chưa vân vân. Nhưng mà bây giờ để cho đủ điều kiện đó thì cái cơ quan thẩm định luật có quy định rõ luôn, anh phải làm cái động tác đó, kiểm tra lại giấy tờ đất đai đủ điều kiện chưa, và trong cái nội dung kết luận cuối cùng phải ghi được cái câu đó là công trình này thuộc diện được miễn phép dựng và được khởi công, và chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương người ta lưu trữ và người ta theo dõi quản lý. Như vậy thì với những cái quy định mới, những cái điều kiện mới thì tỉnh cần chuẩn bị gì để mà quản lý một cách tốt nhất ạ? Hiện nay thì sở cũng đã chủ động phối hợp với các địa phương. Trong năm 2021 thì chúng tôi tiếp tục là có những cái hướng dẫn. Những cái địa phương nào mà chưa có quy chế quản lý kiến trúc của đô thị ấy, thì phải lập tức là tổ chức lập và phê duyệt ngay. Còn những cái địa phương đã có thì bây giờ phải điều chỉnh lại. Trong đó một cái điều rất quan trọng là những cái nhà mà cải tạo sửa chữa ở những cái đường mà không có yêu cầu về quản lý kiến trúc thì phải được quy định cụ thể trong cái quy chế quản lý kiến trúc. Thì chúng ta mới có cơ sở để xác định nó là được miễn. Cái thứ hai là đối với nông thôn thì khi lập quy hoạch nông thôn là phải đồng thời triển khai các cái quy hoạch chi tiết 1/500 của các cái điểm dân cư nông thôn thì chúng ta mới đủ cơ sở để chúng ta miễn giấy phép hay không miễn giấy phép cho dân ở trong khu vực đó. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi ạ. Thưa quý vị, luật xây dựng sửa đổi năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tập trung vào 3 nhóm chính sách. Thứ nhất là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Thứ hai là bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng. Và thứ ba là hoàn thiện chính sách pháp luật về xây dựng, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan. Với nhiều cải cách mang tính đột phá, tạo thuận lợi cho người dân, luật sẽ góp phần tiếp tục giải quyết được những vướng mắc khó khăn đã đặt ra, tiến tới hoàn thiện một hành lang pháp lý vững chắc cho người dân, các nhà đầu tư tiến hành hoạt động đầu tư xây dựng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế.